ơi, hôm nay Tết con đi mua hàng nha, bật Zalo máy điện thoại này lên này nha. Rồi để nó vô tay. Rồi bật Zalo lên đó để mình mua gì mình gọi điện ra. Bây giờ dùng máy này. Rồi gọi Zalo. Trời má này chưa bật wifi nữa đấy. Rồi bấm trả lời nè. Đấy. Alo 1234. Alo 12. Alo 1234. Alo. Rồi, hết cỡ luôn nha. Rồi, mở xe lên, bật cam lên. Rồi, tất cả mọi thứ sẵn sàng. PVC cua để phòng Zalo nó rất sống nha. Nè em cầm điện thoại đây, em gọi ra muốn mua gì mua đây. Đó em cầm điện thoại thôi. Rồi, ở đây người kia anh ấy đợi. Rồi. Rồi bật màn hình lên nè. Đấy. Rồi hai chết thơm không chú, bỏ vô luôn. Rồi hai chết thơm. Hả chú đủ chưa? Đúng nha. Cái giờ làm hả? Để về chứ đã, cái bệnh đó không để đủ cái thơm đâu. Về chứ đã. Rồi, trả hai chú thơm về hả? Dưa leo ở đâu? Rồi anh thấy mà. Trời, tới chưa? Tới đã. Alo, alo,
Cho em một ký dưa leo đi. Có tiền ở trên xe. Nghe chưa ba, nghe chưa không biết. Anh ơi cho em một ký dưa leo nha. Rồi nghe rồi, nghe rồi. Ừ. Dạ, lên lên, một ký dưa leo lên.